Chủ đề của tôi ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về cái phần là chẩn đoán các tổn thương nang ở phổi. Tổn thương nang, xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Trường Giang, là trung tâm chẩn đoán nhạy và định quang can thiệp bệnh viện Trung Thái Nguyên và bộ môn chẩn đoán nhạy của Đại học Y Thái Nguyên. Tổn thương nang thì chúng ta biết rằng theo Fleischner thì tổn thương là gọi là dạng kén hoặc dạng nang, chúng ta tùy theo cách mỗi một nơi chúng ta có thể sử dụng theo một cách khác nhau. Là các cấu trúc giảm đậm, dạng thấu quang, tức là dạng thấu quang mình có thể nhìn thấy trên phim nó màu đen ấy. Có ranh giới là rõ thành mỏng mà người ta thường cho rằng nó khoảng dưới 3 mm ở trong vùng nhu mô phổi, một phổi bình thường. Đấy là cái nang điển hình. Đấy, và tổn thương mà chúng ta vẫn nói dạng nang hay dạng kén ở đây được là mô tả là tổn thương có chứa khí là chính hoặc là có một chút dịch. Trong khi là chúng ta biết rằng cứ nói đến nang ở các bộ phận khác thì người ta nói đến là nó chứa dịch chứ không phải là chứa khí, ví dụ nang ở gan, ở thận hay là ở chỗ nào đấy, buồng trứng các thứ thì là toàn là chứa dịch, nhưng riêng nang ở phổi thì chúng ta phải hiểu là cái nang chứa khí nó hơi ngược lại một tí. Thế tổn thương kén ở phổi thì nó có thể nó phối hợp với rất nhiều các bệnh lý khác nhau, rất ít khi nó trở thành là cái tổn thương đơn thuần. Nó có thể là phối hợp những tổn thương như là kính mờ, rồi tổ ong, rồi biếu khí, giãn phế quản. Nó có thể liên quan những cái tổn thương chấn thương, nó rách nhu mô phổi, có tổn thương nhiễm trùng chẳng hạn. Bệnh lý phổi có tổn thương dạng kén này nó khá là đa dạng và việc chẩn đoán nó cũng không phải là dễ dàng gì cả, bởi vì nó cần phải một cái quy trình hết sức phức tạp để chúng ta có thể phân biệt nó. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt giữa là cái tổn thương này là tổn thương kén khí hay là tổn thương phổi mà nó chứa khí. Đây là một quá trình khá là phức tạp. Cái thứ hai, chúng ta cần phải mô tả đặc điểm của nó, bởi vì khi chúng ta mô tả được hết sức là đầy đủ các đặc điểm của nó thì lúc đấy chúng ta mới có thể định hướng được. Mà thực ra chúng ta cũng khó có thể đưa ra một cái chẩn đoán xác định được, mà chúng ta chỉ là thu hẹp các cái chẩn đoán phân biệt của chúng ta lại mà thôi. Đấy, và cái chúng ta cần mô tả là kích thước nó ở đâu, vị trí nó như thế nào, thành của nó dày như thế nào, số lượng ra làm sao, phân bố của nó ở các vị trí của phổi như thế nào, vị trí ở trên, ở dưới, ở trung tâm hay ở ngoại vi, ở sát màng phổi hay là ở phía sau, ở phía trước, nó cũng rất là quan trọng. Và chúng ta cần phải chẩn đoán một cái bệnh chính, mà để chẩn đoán cái bệnh chính thì nó đòi hỏi sự phối hợp hết sức là kỹ càng, là nghiên cứu cái tiền sử bệnh, cái này không thể không hỏi. Rồi phối hợp các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng, đặc biệt là hội chẩn đa chuyên khoa. Cái này chúng tôi muốn nhắc đi nhắc lại trong các bệnh lý phổi nói chung, không phải dễ dàng chúng ta một mình mà đưa ra một chẩn đoán xác định được. Chúng ta cần phải có một cái hội chẩn đa chuyên khoa. Thế vậy thì chẩn đoán hình ảnh giúp chúng ta cái gì? Nó giúp chúng ta thu hẹp được chẩn đoán phân biệt. Thế vậy nó thu hẹp như thế nào? Thì chúng ta cần đưa ra các cái bước để tiếp cận nó. Đầu tiên không phải là chúng ta chẩn đoán hình ảnh ngay từ đầu, mà chúng ta phải tiếp cận nó từ trước khi nó đưa ra các cái khái niệm về chẩn đoán hình ảnh. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được quan tâm đến từ khi chúng ta chụp phim rồi, chúng ta sẽ hồi cứu ngược lại, hoặc là khi bệnh nhân có các dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ, chúng ta sẽ lại bắt đầu đi từ các cái những triệu chứng đầu tiên khi mà bệnh nhân xuất hiện. Sau đó chúng ta phân nhóm các bệnh lý có thể có các tổn thương phổi dạng nang để chúng ta khu trú nó lại. Thế đây là các cái bước để chúng ta tiếp cận chẩn đoán các bệnh, các cái tổn thương kén ở nhu mô phổi. Thứ nhất đấy là đặt ra câu hỏi có phải là tổn thương kén hay không. Câu này khó, rất khó là khác. Cứ cho là một cái tổn thương mình đã gọi là không đi. Thì vậy nếu nó không phải là tổn thương kén thì cái gì mà nó giống hệt như thế? Đây là cả một cái rổ, gọi là một rổ phải rất nhiều. Nó là tổn thương hang chẳng hạn. Tổn thương hang là có rất nhiều bệnh, nhưng kể cả nấm vừa rồi chúng ta thấy cũng có hang, rồi lao cũng có hang, rồi ung thư nó cũng có thể hóa hang, hoặc là một cái áp xe phổi ở giai đoạn muộn hơn nó cũng tạo thành một cái hang, chúng ta có thể nhìn thấy. Tôi không quen cái này lắm, nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy một loạt như này. Thế cái câu trả lời là có nghĩa là thực ra chúng ta nghĩ nhiều đến là tổn thương hang, tức là lúc này chúng ta từ từ hãy kết luận vội, chúng ta hãy hướng tới nó đã. Nếu mà là có thì nó sẽ có câu hỏi tiếp theo, nó là nó một cái hoặc là một vài cái thôi, hay là nó chi chít rất là nhiều cái lan tỏa. Thế chúng ta chia làm hai cái nhóm. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ cái nhóm không này để chúng ta loại trừ bớt nó đi đã. Thì nếu mà nó không thì nó có thể là những cái này, là chúng ta sẽ phải đi từng cái một, cái này chúng ta loại trừ. Tất nhiên cái này nó không nằm trong cái phạm vi của tổn thương kén mà chúng ta cần quan tâm. Thế cho nên chúng ta có thể tạm thời chúng ta dừng lại câu chuyện ở chỗ này và chúng ta đi tiếp theo bên này. Thì mình bảo có thì nó sẽ hỏi là kén đơn độc khu trú hay là nhiều kén lan tỏa. Chúng ta có thể nhìn thấy đây. Thì nếu trong trường hợp nó là kén đơn độc khu trú thì chúng ta cần quan tâm những cái gì? Có vẻ cái này không thích dùng lắm. Thì chúng ta sẽ là kén phát hiện tình cờ.
À, cái kén phát triển tình cờ này rất là hay, đặc biệt nhất là bệnh nhân lớn tuổi thì một lát nữa chúng ta có thể sẽ xem một vài các cái ca mà nó liên quan đến kén phát triển tình cờ. Và đồng thời kén nó liên quan đến chuyện bẩm sinh, có người sinh ra đã có rồi, hoặc là một số các cái bệnh lý bẩm sinh khác nó có một vài kén, cái này thì câu chuyện nó nhẹ nhàng hơn đấy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái vụ có nhiều kén và lan tỏa này. Thế vậy nhiều kén và lan tỏa này thì chúng ta sẽ sang đến bước thứ ba. Bước thứ ba thì chúng ta lại có một câu hỏi tiếp theo là nó có liên quan đến cái dấu hiệu hình ảnh khác không? Tức là nếu chỉ có kén không thì nó ra một câu chuyện khác, mà nếu nó kén mà cộng với lại vô số các triệu chứng khác thì chúng ta lại phải đưa ra một nhóm khác nữa. Thì câu trả lời nếu không thì sao? Nếu không thì chúng có một số thứ này, ví dụ bệnh đa cơ chân bạch mạch, bệnh này nó cũng hiếm như ở chúng ta là có gặp. Rồi thì cái hội chứng ở trong này, cái này trong sách tôi chưa gặp ca này bao giờ cả. Đấy là bớt hóc đu bê này, không biết là chỗ thầy Việt, thầy Lưu đã gặp ca này chưa, chứ tôi cá nhân tôi chưa gặp, trong y văn thì có nói đến cái này. Nhưng mà cái trên thì chúng ta gặp rồi, đau cơ chân bạch mạch chúng ta có. Thì đấy là nó là không có liên quan đến các triệu chứng, các hình ảnh khác. Nhưng mà nếu trong trường hợp nó trả lời là có, thì đặc điểm nó là gồm có những cái gì? Thì nếu như là tổn thương phối hợp mà nó là tổn thương nốt, thì nó một loạt các cái thứ bệnh khác ở đây. Ví dụ bệnh mô bào lăng giác hang này, cái này chúng ta cũng vẫn có, mặc dù nó ít gặp thôi nhưng không phải là không có đâu. Rồi thì di căn thể kén, cái này thì có. Một số các trường hợp ung thư di căn, đặc biệt là cái ung thư tế bào vẩy, chúng ta có thể gặp khá nhiều. Rồi thì một số các bệnh lý như là tổn thương mạch máu chẳng hạn, đặc biệt là cái angiosarcoma là chúng ta có thể có gặp. Angiosarcoma nó nằm trong cái tổn thương kén này, hoặc một số bệnh thoái hóa dạng bột, cái này chúng ta cũng không gặp nhiều lắm, hoặc thực ra chúng ta không quan tâm đến nhiều thì đúng hơn. Thì nếu trong trường hợp, không hiểu dưới kia có thể nhìn được cái góc phía dưới này không? Nếu trong trường hợp mà tổn thương mà nó phối hợp với tổn thương kính mờ, thì câu chuyện nó lại còn nhiều thứ nữa. Ví dụ pneumocystis carini chẳng hạn, bệnh nhân suy giảm miễn dịch mắc phải, có thể do HIV/AIDS, có thể sử dụng thuốc giảm miễn dịch kéo dài, vân vân, thì có thể là các cái câu chuyện, các cái tổn thương nó có. Hoặc là viêm phổi kẽ dạng bong vẩy, cái DIP, cái này chúng ta hay gặp khá nhiều trong bệnh nhân mà hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc một số các bệnh lý liên quan đến bụi mà liên quan nhiễm đại thực bào chẳng hạn, thì chúng ta có thể gặp. Hoặc là viêm phổi kẽ dạng lympho, cái này chúng ta cũng khá là hay gặp trong các cái hội đồng bệnh phổi kẽ, chúng ta cũng có khá là hay gặp các cái tổn thương như này. Thì để chẩn đoán phân biệt thì nó cũng khá là phức tạp. Tất nhiên thì nó không phải đơn giản chỉ mấy cái dòng chữ tôi ghi đây, nó còn có một số thứ nữa. Nếu chúng ta nói đến kén, ta nhắc lại cái chuyện câu chuyện đây là kén khí chứ không phải là kén nước nữa nhé. Thì nó có một cái hình thái là tròn, ranh giới khá là rõ, thành mỏng, mà người ta cho rằng thành nó khoảng mỏng dưới 2 mm. Mặc dù trong Fleischner thì nó nói dưới 3 mm, nhưng mà đây chúng ta cứ tạm 2 mm thân mỏng. Mà vấn đề là nếu chỉ là kén đơn thuần thì nhu mô phổi xung quanh thường bình thường. Tất nhiên một số các loại kén khác như trong cái phân loại vừa rồi tôi nói thì nó có thể kèm theo tổn thương nốt, kèm theo tổn thương kính mờ vân vân. Nếu mà là tổn thương hang thì sao? Tí nữa chúng ta sẽ thấy cái hình hang nó dễ hiểu hơn nhiều so với việc chúng ta có mô tả như này. Nó có thể là một cái tổn thương thấu quang nằm ở trên phim X quang thường quy hoặc là trên phim cắt lớp vi tính. Nó bờ nó không đều, thường là thành nó rất là dày. Nó có thể nó xù xì, nó tùy theo cái loại hang. Ví dụ như hang ung thư chẳng hạn thì thường là cái thành nó rất là dày, nó không đều. Cái hang mà do nấm ấy thì đôi khi nó có cả một số các thứ khác như cầu nấm hoặc là các cái thành phần xung quanh ở đấy, à bên trong. Hoặc là cái hang do lao chẳng hạn thì nó có thể nó co kéo rồi sơ hóa rồi sẹo đủ các thứ xung quanh. Hoặc là cái hang ung thư, cái hang do một cái ổ áp xe chẳng hạn mà nó sau khi nó hết rồi thì thường là thành nó khá là đều, nó không nên nỗi quá dày. Đấy, lâm sàng nó cũng có nhiều các dấu hiệu gợi ý. Thì thường là cái vùng nó có thể nó có những tổn thương xung quanh như đông đặc nhu phổi hoặc là tổn thương nốt. Thế mà, hoặc là cái bóng khí đây mình hiểu nó chính là một cái dạng giãn phế nang cận vách, hay nó gọi là bully đấy. Nó thường là khá là to, nó thường là nguyên nhân do vỡ các cái giãn phế nang cận tiểu thùy hoặc là cận vách, nó roi vào nhau trở thành một cái khối rất là to, nó không phải là tràn khí màng phổi. Tất nhiên hậu quả của nó cuối cùng cũng có thể là gây tràn khí màng phổi. Nó thường nó rất là lớn nhưng mà thành nó rất mỏng. Nếu như chúng ta có thể nói là nó không có thành thì đúng hơn, nó dựa vào các cái vách phế nang ấy là chính. Thường nó hay gặp trong trường hợp giãn phế nang trung tâm tiểu thùy cận vách. Đương nhiên thì đối với giãn phế nang cận vách nó ít khi liên quan nhiều đến giãn phế nang trung tâm tiểu thùy, chủ yếu là giãn phế nang cận vách là chính thôi. Rồi thì cái túi khí ở phổi thì tại sao trên này bóng khí dưới này túi khí? Cái thuật ngữ của cái này là bully, dưới này là pneumatocell. Thì nó thường nó có thể là do một cái viêm, ví dụ chẳng như là viêm vi khuẩn sinh khí chẳng hạn, nó có thể tạo nên cái túi khí ở trong nhu mô phổi. Hoặc là chấn thương chẳng hạn, nó rách cái nhu mô phổi ra tạo thành một cái túi khí ở đấy. Thì nó thường nó có thể là tròn, thành mỏng hoặc có thể nói là nó không có thành luôn.
Nhưng cái này nó có đặc điểm điểm là nó có thể thay đổi mất, ví dụ do viêm, do nhiễm trùng chẳng hạn, điều trị hết nhiễm trùng khi chụp lại không thấy nó đâu cả, hoặc do chấn thương giai đoạn đầu chấn thương một vài hôm chụp thì thấy, nhưng mà khoảng độ tháng sau chúng ta chụp cũng không thấy nó đâu nữa. Thì đấy, cái này là cái túi khí, tất nhiên là cũng có thể nó tồn tại suốt ở đấy. Thường nó hay nằm trong những vùng tổn thương như mô phổi do viêm hoặc là chấn thương, tổn thương kính mờ vân vân. Thế rồi thì chúng ta cũng cần chẩn đoán phân biệt với giãn phế nang trung tâm tiểu thùy. Cái này thì nó cũng dễ hơn. Thì thường là chúng ta có cái thói quen là chúng ta mở cửa sổ nhu mô phổi lên, và nếu chúng ta bật lên để ở cái chỗ đó là 800 âm 800 thì chúng ta thấy dễ dàng nhận định lên một cái giãn phế nang trung tâm tiểu thùy. Và chúng ta thấy là nó không có thành, thực chất nó là các cái phế nang ở mà giữa nó có một cái chấm tăng đậm ở trong, nó chính là cái mạch máu nằm xung quanh như là khí. Thường thường nó hay bị nửa trên của phổi, hay gắn bó với những người mà hút thuốc lá nhiều thì chúng ta hay gặp giãn phế nang trung tâm tiểu thùy. Thế rồi tổn thương tổ ong, cái tổn ong thì nó phức tạp lắm. Nó gồm một nhóm các tổn thương dạng kén, cũng lưu ý là kén khí chứ không phải là kén nước nhé. Nằm ở ngoại vi phổi sát thành ngực, mà thường là sát thành ngực sau. Đôi khi trong cái trường hợp những bệnh nhân bị sơ phổi vô căn chẳng hạn thì nó hay nằm sát thành ngực ngực sau. Nhưng một số trường hợp bệnh lý mô liên kết hoặc là miễn dịch bệnh tự miễn hệ thống chẳng hạn, đặc biệt là bệnh viêm da cơ sơ cứng bì, thì cái kén này nó có thể tập trung ở bất kỳ vị trí nào của phổi, nó tạo nên hình ảnh bốn góc. Chúng ta có thể một vài các cái bài báo cáo về bệnh của kẽ chúng ta có thể thấy. Thế thì ranh giới thì rõ, thành thì nó cũng khá là dày, nó có thể có nhiều lớp, giai đoạn sớm nó có thể có một lớp hoặc là dần dần nó nhiều lớp, dần dần cả phổi luôn đấy. Và phân bố thì bao giờ cũng phần thấp sát nhu màng phổi kèm theo các tổn thương kính mờ rồi giãn phế quản co kéo vân vân. Và cái cuối cùng là giãn phế quản dạng nang. Giãn phế quản thì chúng ta có rất nhiều giãn phế quản dạng hình ống, giãn phế quản co kéo trong bệnh lý bệnh sơ phổi chẳng hạn, hoặc giãn phế quản dạng nang thì thường nó là hình trụ nhé. Nói vậy chúng ta khi trên cắt lưu vi tính chúng ta trông thấy nó tròn thôi, nhưng nếu chúng ta duỗi nó ra thì nó là hình trụ đấy. Đấy thì thường thành nó rất là dày, nó tăng đậm ở xung quanh thì nó tùy theo cái dạng nguyên nhân của giãn phế quản. Nếu giãn phế quản do nấm như thầy Lưu vừa nói thì nó có các cái thâm nhiễm xung quanh, một số trường hợp giãn phế quản do nguyên nhân khác thì cũng có thể có cái biểu hiện lâm sàng của nó. Thì đây là một vài hình ảnh chúng ta có thể thấy. Nếu chúng ta nói một cái kén thì đây chính là kén đơn độc, trông rất đẹp, thành nó rất rất mỏng, xung quanh nhu mô phổi bình thường, cái này rất điển hình, không nói gì. Nhưng bên này thì sao, nó có phải kén không? Nó cũng chứa khí bên trong nhưng mà thành của nó khá là dày. Nó có thể nó trong trường hợp này có thể là phế quản mà nó thông vào đây chẳng hạn. Một số trường hợp như là áp xe phổi mà giai đoạn muộn hơn nó ọc ngủ hết rồi, nó tạo nên cái tình trạng một cái hang ở đây, nghe thì chúng ta còn có thấy thổi ống thổi vò gì đấy vân vân. Thế nhưng trong trường hợp này chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt một số các bệnh lý tạo hang, ví dụ ung thư tế bào vẩy chẳng hạn, hoặc là các cái tổn thương dạng tạo hang khác. Thế hoặc là bóng giãn phế nang, ta nhìn thấy đây nó nằm ở đây, cái này không phải tràn khí màng phổi đâu, cái này là bóng giãn phế nang rất là to, chúng ta nhìn thấy nó chả có vỏ, đây không phải là vỏ của nó đâu nhé, đây là nhu mô phổi nó bị xẹp lại dồn lại với nhau trở thành cái hình ảnh như này chứ không phải là vỏ của nó. Đấy, nó có thể nó còn to nữa, có thể nó to nó còn đẩy hết cả trung thất sang bên đối diện. Hoặc là ở bên này là cái biếu khí do viêm đây, chúng ta nhìn thấy cái này thì bản chất của nó là cái phổi nó xẹp vào xung quanh, cũng có thể nó tạo nên một cái thành giả chỗ này thôi, nhưng nếu chúng ta điều trị triệt để đi rồi nó cũng có thể hết. Thế rồi đấy, trong trường hợp đấy là các cái nang đơn độc hoặc là một vài nang, một vài kén khí. Trong trường nó nhiều nó lan tỏa thì sao? Thì đây chúng ta nhìn thấy đây là điển hình của tổn thương kén khí lan tỏa. Chúng ta có thể nhìn thấy kén lớn, kén nhỏ ở tập trung ở khắp nơi, ngoại vi, sát màng phổi, vân vân. Nó có thành khá là mỏng nhưng mà nó có thành thực sự luôn, chứ không phải là không có thành. Nhưng mà chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với giãn phế nang trung tâm tiểu thùy ở đây. Nhìn cái góc này khó là nhìn, chúng ta có thể nhìn thấy giãn phế nang trung tâm tiểu thùy, chúng ta nhìn thấy khá là nhiều các cái tổn thương, các cái vùng đen ở đây. Vùng đen chúng ta nhìn thấy nó có những cái chấm trắng ở đây, đây là cái vùng đen này, có chấm trắng ở giữa đây, ở đây cũng vậy. Thì đây là giãn phế nang trung tâm tiểu thùy hay gặp ở thùy trên của phổi, và chúng ta hay gặp những bệnh nhân hút thuốc lá, hút thuốc nhiều. Thế rồi thì tổn thương dạng tổ ong, cái này là thường do bệnh lý viêm tụy kẽ phổi thông thường, có các tổn thương tổ ong. Thường nó là cái giai đoạn khá là muộn của quá trình tạo sơ của phổi rồi. Các cái sợi collagen nó tích lũy để tạo thành các cái vách gian tiểu thùy nó dày lên. Và chúng ta nhìn thấy là trông như là cái tổ ong tầng tầng lớp lớp. Đơn giản hơn nó chỉ có một tầng nhưng mà trường hợp này đã quá nhiều rồi. Và chúng ta đương nhiên nó sẽ phối hợp những tổn thương khác nữa như là giãn phế quản co kéo chẳng hạn. Và chúng ta nhìn sang bên này thì nó là một cái giãn phế quản dạng hang, dạng, gọi là dạng nang thì đúng hơn. Chúng ta nhìn thấy đây là giãn phế quản, rõ ràng là nếu chúng ta duỗi nó ra là nó không phải là tròn thành nang đâu mà nó
giãn thành từng khúc một thôi. Đấy, và trên này chẳng quay tình cờ chúng ta cắt ngang nó ra nó tròn như này thôi, nhưng nếu chúng ta cứ cắt đúng dọc của nó ra nó sẽ ra kiểu như này, lồi lồi lõm lõm giống như cái hang của con chuột chũi. Chúng ta có thể nhìn thấy nó. Thì đấy là cái. Thế còn một vài các cái bệnh mà hay gặp thì tôi có một vài ví dụ. Ví dụ bệnh mô bào lăng giác hang chẳng hạn. Thì về mặt lâm sàng thì tôi nghĩ là các nhà lâm sàng cũng đã nắm quá là rõ ràng rồi, nó là một cái bệnh lý bẩm sinh thường là hay gặp ở nam giới 20-40 tuổi có hút thuốc lá. Tất nhiên hút thuốc lá là một cái điều kiện thuận lợi để chúng ta cùng nhau chúng ta khai thác nó thôi. Lâm sàng thì nó có rất là đa dạng, nhưng mà quan trọng là chúng ta trên phim chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy các kén khí với kích thước khoảng từ 1 đến vài cm, thành là khá là dày, nhiều thùy, có thể tạo nên cái hình ảnh cỏ ba lá, cái hình ảnh thực chất là cỏ ba lá nhưng nó có đến 4 cánh liền cơ. Tổn thương thường là phân bố ưu thế nằm ở phần trên của phổi và nó thường ít khi nó bị ở cái vùng cạnh tim lắm. Đấy, và đặc biệt là cái góc sườn hoành ít khi nó bị. Tổn thương có thể kèm theo một số các loại tổn thương khác, ví dụ đây trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy là trên phim X-quang chúng ta nhìn thấy mờ dạng lưới và nó có rất nhiều các cái hốc sáng nằm xen kẽ các cái vùng tổn thương lưới. Nhưng mà trên phim cắt lớp vi tính, đặc biệt là cắt lớp vi tính phần dày cao, chúng ta nhìn thấy rất nhiều các cái tổn thương kén thành rất là mỏng nằm ở trong nhu mô phổi. Ở bất kỳ vị trí nào nó thường nằm bên trong, nó không phải phân bố sát ra ngoại vi giống như kiểu tổn thương tổ ong. Đây là rất nhiều cái tổn thương kén ở đây. Và một số trường hợp ấy thì chính nhu mô phổi xung quanh nó có thể là bình thường, nhưng mà đại đa số là trường hợp nó đã phá vỡ cấu trúc phổi bình thường nhu mô phổi rồi, trường hợp này. Thế cái loại thứ hai đó là đa u cơ trơn bạch mạch. Bệnh này nói chung cái bệnh kén phổi này nó không phải là thường gặp lắm đâu, nó khá là hiếm. Và hay gặp ở nữ, lúc bệnh nhân lúc nãy thì hay gặp ở nam, nhưng mà cái bệnh này thì hay gặp ở nữ, tuổi cũng từ trẻ cho đến trung niên. Thì là cái kén này nó được hình thành do cái tình trạng là nó có một cái phát triển mô thừa, nó lồi vào trong lòng phế quản, nó gây bít tắc cái lòng phế quản, nó tạo thành một cái van, xong nó giãn ra. Cái đặc điểm của cái tổn thương này nó giãn sau vị trí tắc, còn tí nữa có một cái loại bệnh khác nó lại giãn trước vị trí tắc cơ. Đấy, thì tổn thương này nó tạo thành các cái kén mỏng, kích thước khoảng 2-5 mm, đôi khi nó có thể to tướng lên khoảng 1-2 cm đấy. Tổn thương nó hay nằm ở phần thấp của phổi, có đôi khi nó có thể ở giữa nữa. Cái bệnh lúc nãy thì nó ít khi nó bị ở giữa và góc sườn hoành, nhưng trong trường hợp này thì nó bị cả đấy. Cho nên nếu chúng ta gặp trong trường hợp đấy, chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt hai cái bệnh này nó dễ dàng hơn. Nhu mô phổi xung quanh thì cái lúc nãy là nó phần lớn là nó gây tình trạng phá vỡ cấu trúc của phổi, nhưng cái trường hợp này thì nó lại khá là tôn trọng cái tổn thương ở phổi nhiều hơn. Nó có thể phối hợp một số các bệnh lý khác nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái hình ảnh, đây cũng trên phim X-quang thường quy thì thường là thể tích nhu mô phổi nó tăng lên, nhiều các cái tổn thương mờ dạng lưới mà xen kẽ, nói chung là nó không đặc hiệu đâu. Nhưng bên này chúng ta nhìn thấy chi chít rất nhiều các tổn thương kén, nó có cái thành khá là rõ ràng, kích thước to nhỏ không đều. Rồi cái loại tổn thương viêm chủ yếu phổi dạng lympho chẳng hạn thì nó hay gặp trong một số các bệnh lý, bệnh liên quan collagen như là bệnh Sjögren hoặc là lupus đỏ hệ thống chẳng hạn. Nó có các cái kén thành mỏng dọc theo bó mạch phế quản. Đây chúng ta nhìn thấy, đây là các cái kén đây nó nằm dọc theo bó mạch phế quản. Thế nguyên nhân của cái này thì thường là do cái tổn thương nó tắc, nhưng mà nó giãn ở trước vị trí tắc cơ. Rồi thì viêm tổ chức kẽ phổi dạng bong vẩy, nó cũng là một trong những cái tổn thương mà chúng ta khá là hay gặp. Tổn thương kính mờ nó có thể gặp, và các cái tổn thương kén rất là nhỏ xíu, nó cũng nằm dọc theo chủ yếu là phần thấp mà ngoại vi phổi sát với thành ngực, chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là các tổn thương chúng ta nhìn thấy. Đây là một vài cái tổn thương chúng ta có thể nhìn thấy ở kén ở đây. Tôi sẽ nhìn xem cái kén nó nằm ở vị trí đâu đó chỗ này, nhưng mà sau đó nó hết này. Nhìn góc này tôi nhìn thấy, nhưng mà tổn thương nó sẽ hết. Và bên này chúng ta nhìn thấy ở giai đoạn nặng hơn thì nó có thể nó gặp những rất nhiều cái tổn thương kén nằm ở ngoại vi phần thấp của phổi. Hoặc chúng ta có thể gặp ở một số bệnh lý như bệnh ví dụ NF1 chẳng hạn, như là bệnh u sợi thần kinh type 1 chẳng hạn, chúng ta cũng có thể gặp có tổn thương nốt. Đây là một bệnh nhân khác, cái này là của bệnh nhân khác đấy, tôi chỉ lấy minh họa cái hình ảnh này thôi. Thì chúng ta nhìn thấy cái tổn thương phổi và rất nhiều cái tổn thương kén nằm ở ngoại vi phổi, rồi ở bên trong nhu mô phổi nó không theo một cái cấu trúc nào đó cả, và chúng ta nhìn thấy nó phần lớn nó ưu thế ở nửa trên của phổi nhiều hơn, nó có thành mỏng không rõ ràng, và vùng đáy phổi thì đôi khi có tổn thương kính mờ, cái này chúng ta hay gặp. Và rất là nhanh thôi, còn 1-2 slide nữa, chúng ta có thể thấy là tổn thương nhiễm khuẩn chúng ta có thể gây tạo nên các tổn thương các cái kén
và các cái kén này nó có thể nó nằm trong cái vùng kính mờ hoặc xẹp phổi vân vân. Cái này rất nhiều trường hợp chúng ta điều trị xong thì bệnh nhân sẽ đỡ hơn. Hoặc là cái tổn thương như ở bên này, các tổn thương kén như này, nhưng mà sau một thời gian điều trị xong bệnh nhân có cải thiện, tuy nhiên tổn thương như này sau này nó có thể gây xẹp phổi. Bệnh sơ hóa nang thì được cho là một bệnh là có liên quan đến nhiễm sắc thể bẩm sinh. Thế chúng ta nhìn thấy trên phim rất nhiều cái tổn thương các cái hốc sáng có thành dày, và ở đây chúng ta nhìn thấy có nhiều các cái tổn thương dạng kén ở đây. Thì cái này nó cũng thực sự là khó chẩn đoán phân biệt với cái giãn phế quản dạng nang. Nó có thể có hạch trung thất, rồi thì dày màng phổi, giãn động mạch phổi, vân vân. Một số các bệnh lý khác tôi có thể nói đến, ví dụ như bệnh như tôi nói đến cái bệnh này theo Ivan thôi, nhưng mà viêm phổi tăng cảm này chúng ta thấy có thể thời gian ban đầu chỉ là các tổn thương kính mờ thôi, về sau này có thể chúng ta gặp các tổn thương kén rất là nhiều, rồi nó choán hết toàn bộ nhu phổi, biến loạn cả cấu trúc phổi. Trong trường này chúng ta cần phải chẩn đoán cả một cái lịch sử rõ ràng của bệnh nhân ấy. Bệnh nhân này với chẩn đoán viêm phổi tăng cảm này chúng ta cần phải khai thác cái tiền sử hết sức là kỹ, cũng như xét nghiệm miễn dịch rất là nhiều. Thế rồi thì bệnh Sjögren cũng là cái bệnh chúng ta cũng hay là gặp, bệnh nhân thường hay là bị khô miệng rồi thì khô mắt rồi vân vân các thứ khác, và tổn thương phổi nó thường là nó hay liên quan đến cái bệnh lý viêm tổ chức kẽ phổi dạng lympho, các cái kén dọc theo bó mạch phế quản. Hoặc là tình cờ chúng ta có thể tìm thấy những cái bệnh nhân như ở người cao tuổi, chúng ta tình cờ chúng ta thấy những cái này, thì thường cái tổn thương này nó ít khi nó có ý nghĩa, không liên quan đến hút thuốc lá đâu. Thế thì để kết luận là kén phổi thì không phải lúc nào cũng là bệnh hiếm. Chúng ta bảo nó là hiếm thật, nhưng mà nếu chúng ta quan tâm đến nó không phải là bệnh hiếm đâu. Và chúng ta cần phải lý giải nguyên nhân của nó một cách thuyết phục. Có rất nhiều các bệnh phổi hoặc ngoài phổi có tổn thương kén ở phổi, có thể là giải rác hoặc là lan tỏa. Kén có thể đơn độc trên nền phổi lành hoặc là trên nền phổi bệnh lý, có nhiều tổn thương khác nhau. Chính vì thế chúng ta cần phải phân tích các đặc điểm hình ảnh này, cách phân bố này, phối hợp triệu chứng lâm sàng theo đúng cái quy trình như là tôi hướng dẫn ở ban đầu ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta có thể giúp thu hẹp chẩn đoán và phối hợp để giúp chẩn đoán nguyên nhân. Và chụp cắt lưu vi tính cho đến hiện nay vẫn là kỹ thuật hình ảnh không thể thiếu trong chẩn đoán các bệnh lý kén ở nhu mô phổi. Đấy là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với các quý vị đồng nghiệp. Xin cảm ơn. Đây là bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nơi tôi đang công tác. Xin cảm ơn.